Bộ phim Chuyện tình Bắc Kinh, tập 4. Nào, nhất dạng, con về rồi. Về rồi à? Hà Hạ về rồi. Chú Phương, cô Mã. Hà Hạ lại đây. Lại đây xem bài giúp cha. Cha cứ đùa, dân chơi chuyên nghiệp như cha cần đứng nghiệp như con xem bài giúp sao? Đánh cha đúng không? Đúng. Tám dạng, được. Hà Hạ, con gái lão Tiêu hàng xóm, hôm qua vừa cưới, đem kẹo hỉ qua nhà mình đó. Chạm chạm. Tốt quá. Hà Hạ, dạo này có gì mới không? Cô Mã còn đợi ăn kẹo mừng của con đó. Cô Mã, cô vừa ăn kẹo hỉ của nhà họ Tiêu rồi mà. Cô ăn nhiều kẹo như vậy không sợ tiểu đường sao? Con bé này thật biết nói chuyện đó. Người ta nghĩ tốt cho con thôi. Tuần này mẹ hẹn đi xem mắt cho con đi chưa? Đi rồi. Toàn mấy người chẳng đâu. Con lại đây, mẹ con chưa nói xong mà. Đúng đó, tôi nghĩ môi trường làm việc của Hà Hạ có vấn đề. Nghe nói đơn vị toàn là nữ, không liên quan đến chuyện đó. Con bé này, thật ra công việc của nó vẫn ổn. Tôi ghét nhất là tối nào nó cũng đi hát dạo ở quán bar gì đó. À, đi hát dạo? Cha không hiểu, đừng nói linh tinh mà. Hà Hà, mẹ nói con nghe, độ tuổi hoàng kim của người phụ nữ là hơn 20. Qua tuổi 20, đời người sẽ bắt đầu xuống dốc, đúng không lão Mã? Năm 20 tuổi là chúng ta chọn đàn ông. Đến tuổi 30 chỉ có đàn ông chọn chúng ta thôi. Con đừng có không dâng lời. Không tin con đến chỗ đăng ký kết hôn xem. Con xem mấy người 30 tuổi đều xếp hàng ở dãy đợi giới thiệu, ngốc hết chỗ nói. Con hôn nhân đại sự không thể làm bừa được. Mẹ nói con gái nhà họ Tiêu kết hôn, sao mẹ không nói con gái nhà họ Lý ly hôn đi? Con bé này sinh năm 87 đã bỏ chồng rồi. Mẹ thích con như vậy sao? Ông xem, con bé này, tư tưởng của con có vấn đề đó. Lúc nào cũng so sánh với mấy người kém nhất, lúc nào cũng nghĩ đến điều xấu nhất, không dám chịu trách nhiệm. Đúng không? Không có đóng góp gì cho gia đình hết. Con không thích nghe câu đó. Thế là đóng góp cho gia đình. Giờ con sinh một đám nhóc, suốt ngày chỉ khóc nhè, mẹ sẽ lẻo đẻo theo sau hầu hạ chúng. Đó gọi là đóng góp cho gia đình sao? Con thích ai? Ai phù hợp với con? Mẹ có nghĩ đến không? Quan điểm của con là con thà độc thân cả đời này còn hơn là gán ghép lung tung. Con thà làm gái già. Không được, mẹ đừng có hất bàn. Con, hôm nay trước mặt cô chú, con phải cho mẹ thời hạn. Chuyện này cũng có thời hạn được sao? Con, đúng là rảnh quá mà. Sao lúc đầu mẹ không sinh thêm con đi? Giờ thì hay rồi, làm tội làm tình con, ai chịu nổi chứ? Tình yêu của con còn quyết định. Con bé này, bà làm hỏng hết bài rồi. Bà coi bà tôi đang đẹp đó. Đẹp cái gì? Bà chỉ giỏi làm hỏng việc thôi. Ông bảo con gái ông đi. Nha đầu, em đi ngủ lát đi, cả đêm không ngủ rồi, để anh. Không sao, tay em bẩn rồi. Được rồi, anh dán tóc lên hộ em. Anh nhìn màu quần của anh kìa, dán sang đây hả? Đáng ghét, nghiêm túc đi. Giờ anh cảm nhận được một từ rồi. Từ gì? Đảm đang à? Em nói đảm đang anh càng không nói, là từ hạnh phúc. Phương án bổ sung nãy anh nói trong điện thoại sao rồi? Được duyệt chưa? Thứ hai, anh và lão Ngô cũng làm được khá khá rồi. Được duyệt hay không phải do sếp. Không sao. Hay là mời sếp của anh đi ăn bữa cơm đi. Ý hay đó. Vấn đề là ăn gì? Đắt quá mình không mời được, rẻ quá lại không coi được. Cũng đúng. Hay là như vậy được không? Mời anh ấy đến nhà mình ăn cơm. Anh ấy cũng là đồng hương của mình mà. Em sẽ làm một bữa cơm quê nhà. Em đem rượu Yên Chi Hồng từ quê lên. Chắc chắn anh ấy sẽ thích. Em đem cả rượu lên nữa. Được đó. Ngày mai đúng chủ nhật. Hay mai làm luôn. Được. Anh gọi Trình Phong, Ngô Địch, Tư Mập đến. Anh xem, Trình Phong lâu rồi vẫn giúp đỡ anh. Hôm qua em đến còn tiếp đãi em chu đáo nữa. Chủ yếu là em nghĩ có thể tìm cơ hội hòa giải cho Trình Phong và Tư Mập. Bây giờ anh không chỉ đơn thuần ái mộ em, mà là tôn sùng.
Anh về rồi. Anh vừa họp xong à? Đúng vậy, họp nguyên cả ngày. Dạo này anh họp nhiều quá. Làm đàn ông không dễ mà. Vất vả quá ha. Không vất vả. Cứ nghĩ đến có em đợi anh ở nhà, anh lại thấy không vất vả chút nào. Cô giống nàng điên ốc quá đó. Anh đừng đứng đó dính mùi dầu. Anh nghỉ đi, sắp xong rồi. Tối nay chúng ta ăn gì? Đều là những món ở quê tôi. Không biết các anh có quen không? Sao vậy? Ngưỡng mộ hả? Bưng cái này ra đi. Được. Tiểu Mảnh, anh Hồ, vào đi. Được được, vào đi. Giới thiệu với anh, Thẩm Băng, mau ra đây. Em đang dở tay, chào anh Hồ. Chào cô, đây là bạn gái tôi. Nhìn là biết nấu mấy món quê nhà rồi. Anh vào đi, rất xinh, rất xinh. Được được, mời vào. Nhà trang trí cũng được đó, hơi nhỏ chứ. Không nhỏ, không nhỏ. Giới thiệu với mọi người, đây là anh Hồ, đây là hai cậu bạn thân của tôi. Đây là Ngô Địch, chào cậu. Đây là Trình Phong. Cậu chủ tập đoàn Đại Đức, nghe danh đã lâu. Anh Hồ đúng không? Sau này quan tâm tới bạn tôi nhiều hơn nha. Nhất định rồi, cậu ta cũng là em trai tôi mà. Mau ngồi đi, đừng đứng nữa. Đúng đúng, mời ngồi. Nào nào, mời ngồi. Ngồi đi. Tiểu Mảnh, cậu có phúc lắm, bạn gái xinh đẹp như vậy. Đây có phải rượu Yên Chi Hồng quê mình không? Đúng đó, từ tay cô ấy ủ đó. Tôi ngửi là biết liền. Tôi chỉ mong được uống và nhấm nháp mấy món quê nhà. Anh ngồi đi. Được được. Khéo tay quá, không biết có hợp khẩu vị của anh không. Alo, có phải Thạch Tiểu Mảnh không? Tôi đây. Chào anh, tôi bên môi giới nhà. Theo quy định hợp đồng, căn 1223 anh đặt, đến cuối tháng là phải đóng đợt đầu tiên. Còn thiếu 8 dạng nữa. Tôi biết rồi. Vậy cuối tháng thanh toán không vấn đề chứ? Không vấn đề. Hôm nay em đã gặp anh. Ở đâu? Anh nhất thời không kìm lòng được. Đó là bạn gái cũ của anh. Cô ấy đến tìm anh. Anh muốn tặng người ta món quà, xem như quà kỷ niệm lần cuối. Anh sợ em buồn nên không dám nói với em. Em sao vậy? Em yêu đừng khóc. Đừng động vào em. Vậy đi, anh hứa với em, sau này anh không bao giờ gặp lại cô ta nữa, được không? Thật chứ? Thật mà. Anh không gặp lại cô ta nữa. Em đừng khóc mà. Vậy đi, ngày mai anh sẽ mua cho em một cái túi mẫu mới nhất, xem như bồi thường, được không? Anh không được gặp lại cô ta nữa. Anh không gặp lại nữa. Em yên tâm. Món này ngon. Món gì vậy? Thịt lợn xào cà chua. Tay nghề cô mở quán được đó. Cô mà mở tôi sẽ đến ăn thường xuyên. Đúng đó, hai người mở đi. Tôi và cậu chủ Trình bỏ tiền. Tôi ăn đủ các quán Dân Nam ở Bắc Kinh rồi. Chưa có quán nào nấu chuẩn như cô. Vậy sao? Vị Yên Chi Hồng này cũng vậy. Tối nay mình phải uống nhiều chút nha. Không say không về. Nào, không say không về. Anh Hồ, tôi mời riêng anh một ly. Lần trước tôi làm mất bản phương án, tôi cảm thấy ngại lắm. Là tôi không đúng. Tôi muốn hỏi lần sau. Sau đó tôi đã làm lại rồi. Bạn đó anh thấy sao? Đã đưa cho nhà sản xuất rồi. Chắc không có vấn đề gì. Chủ yếu là tôi lo tiền thưởng. Sao vội lấy tiền vậy? Lấy vợ hả? Còn quan trọng hơn cả lấy vợ nữa.
Tôi cũng theo Tiểu Mảnh, gọi là anh Hồ. Cảm ơn những năm qua anh đã quan tâm anh ấy, để cho chúng tôi có chỗ đứng ở Bắc Kinh. Tôi cạn, còn anh Tùy Ý, khách sáo quá. Tiểu Mảnh nhà cô có bản lĩnh, hơn nữa rất chăm chỉ. Quan trọng là cậu ấy có một người bạn thân như cậu chủ Trình. Cậu Trình, sau này cậu phải quan tâm tới chúng tôi nhiều hơn. Nào, tôi mời cậu một ly. Anh Hồ, đừng gọi tôi là cậu chủ gì đó. Gọi tôi là thằng khùng như bọn họ được rồi. Thằng khùng. Thằng khùng là biệt danh bọn tôi đặt cho cậu ấy. Gọi trêu thôi. Tôi đề nghị chúng ta mời công thần hôm nay một ly. Chính thức chào đón cô tới Bắc Kinh. Được, mong sau này cô thường xuyên nấu ăn cho bọn tôi, cho bọn tôi được cải thiện bữa ăn. Hoan nghênh, nấu ngon lắm. Ngưỡng mộ chứ gì. 3.000 mỹ nữ hậu cung của cậu không có bông hoa nào như của Tiểu Mảnh. Này, người anh em, hôm nay tôi ngẫm ra một câu nói, mời cậu một ly. Tôi nghĩ cuộc đời có được Maduko là đủ rồi. Nào, có được Maduko là như vậy. Nhóc Maduko là biệt danh cậu ấy đặt cho cô ấy. Vậy nhóc Maduko này chắc chắn có phúc rồi. Nào nào. Nhóc Maduko, thằng khùng. Thú vị đó. Tôi nghe nói cậu đánh người hả? Cậu đánh chỗ nào? Anh ấy có bị thương không? Thôi được rồi, cậu ta không sao. Tôi bị thương còn nặng hơn cậu ta, nội thương đó. Mập chết tiệt, tôi cảnh cáo cậu, sau này dù có nguyên nhân gì, cậu dám đánh thằng khùng một cái, tôi đánh chết cậu. Đánh chết cậu đó. Tôi biết rồi, tôi biết rồi mà. Nè, làm gì vậy? Tôi nói cậu nghe, tôi phát hiện lão già đó dạo này ngày nào cũng tới xem cậu biểu diễn. Sao cậu không nói là tới tìm cậu? Tôi có phải là phụ nữ đâu, người ta nhìn tôi làm gì. Tôi nói cậu nghe, mỗi lần cậu biểu diễn, ông ta đều nhìn không chớp mắt. Vậy sao? Chứng tỏ tôi cũng có sức hấp dẫn chứ. Tất nhiên rồi. Đáng ghét. Sao? Trước kia mỗi lần có chuyện phiền muộn hoặc là mệt mỏi, anh lại thích chạy lên đây hóng gió, ngắm toàn cảnh Bắc Kinh về đêm, rồi lại nhớ đến em. Chuyện buồn gì cũng tan biến hết. Sau này anh sẽ vừa hóng gió vừa ngắm em, không để em chịu khổ nữa. Không để em chịu khổ nữa. Bắc Kinh, chúng tôi tới rồi. Nhà đầu cũng tới rồi. Cô ấy là người yêu của tôi, cô ấy là vợ tôi, cô ấy cũng đến rồi. Sau này chúng tôi sẽ bám rễ ở đây. Chúng tôi sẽ phấn đấu vì bản thân tôi, cũng vì người phụ nữ đứng bên cạnh tôi. Vì nha đầu tôi sẽ phấn đấu. Chúng tôi phải hạnh phúc. Chúng tôi sẽ mãi mãi ở lại đây. Bắc Kinh có nghe thấy không? Chúng tôi sẽ ở lại đây. Chúng tôi phải hạnh phúc. Phải hạnh phúc. Vào đi. Anh Hồ, anh tìm tôi. Tiểu Mảnh, ngồi đi. Phương án thiết kế của cậu bị khách hàng từ chối rồi. Sao vậy? Tôi đã làm rất nghiêm túc. Tôi thấy cũng ổn mà. Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng khách hàng là thượng đế, người ta nói không được, tôi cũng hết cách. Tôi đi làm bản khác. Không đơn giản vậy đâu. Giờ khách hàng vẫn nhớ chuyện lần trước. Cậu làm mất tài liệu. Phương án thiết kế lần này lại quá tệ. Muốn chấm dứt hợp đồng của chúng ta. Nghiêm trọng vậy sao? Chủ yếu là công ty vì dự án này. Đợt đầu đã đầu tư một khoản cho xe quảng cáo và hộp đèn ngoài trời.
Sợ là cậu sẽ phải chịu trách nhiệm một phần tiền đầu tư đó. Bao nhiêu? Tôi cũng cố gắng đòi lại quyền lợi cho cậu với bên phòng tài vụ. Nhưng mà 8 dạng tiền thưởng đã hứa giờ sẽ không còn nữa. Đừng mà anh Hồ, 8 dạng đó rất quan trọng đối với tôi. Tôi nói thật với anh, trước đó tôi đã đặt mua căn nhà, tiền cọc cũng đắt lắm. Không những toàn bộ tiền tôi tích góp, tôi còn nợ bạn tôi 2 dạng nữa. Vấn đề giờ tôi phải trả đợt đầu tiên. Tiền đợt đầu là 8 dạng, nhưng trong hợp đồng mua nhà đã nói rõ, nếu không nộp đủ đợt đầu như trong hợp đồng sẽ mất toàn bộ tiền đặt cọc, người ta không trả lại cho tôi. Tôi hiểu rõ chỗ khó của cậu, nhưng tôi cũng không còn cách nào khác. Quy chế công ty là không thể thay đổi. Phải anh Hồ, quy chế do con người đặt ra mà. Căn nhà đó là ước mơ của tôi và Thẩm Băng, là ước mơ của em dâu anh. Chúng tôi rất mong chờ căn nhà đó. Anh nói không cho bọn tôi 8 dạng đó nữa, sao chúng tôi mua nhà được? Vậy đi anh Hồ, chúng ta thương lượng lại. Tôi chắc chắn sẽ đền, nhưng 8 dạng tiền thưởng đó anh cứ cho tôi trước đã. Đến khi anh trừ vào tiền lương hàng tháng của tôi, anh xem có được không. Công ty dạo này đang gặp khó khăn trong xoay vòng vốn, nhất là vì nguyên nhân ở cậu, khiến công ty tổn thất to lớn. Chúng tôi chỉ là công ty nhỏ thôi Tiểu Mạnh, tôi cũng khó khăn lắm. Dự án này đổ bể, cộng thêm tay cậu đang bị thương. Vậy đi, cậu về nghỉ ngơi vài ngày, cũng tiện ở bên Thẩm Băng. Lương mấy ngày này vẫn tính. Có dự án gì tôi sẽ gọi điện cho cậu, được không? Đừng mà anh Hồ. Alo. Hôm nay cậu rảnh thật hả? Đi cùng mình cả ngày rồi, không làm lỡ gì của cậu chứ. Công việc của mình hiện giờ là chỉ ngồi chơi. Bản thảo nộp xong thiên hạ thái bình. Tòa soạn của cậu thích thật đó, nhàn hạ lương cao. Cậu không biết thôi, mình nói cho cậu nghe, thật ra làm việc trong ngành thời trang là khó nhất. Hàng ngày bọn mình đều tiếp xúc với những thứ phù hoa nhất, nhưng lương của bọn mình chẳng bỏ bèn gì, không đáng kể. Vì thế có những người tố chất tâm lý không vững vàng, không chịu được khổ. Cậu phải luôn đề cao cảnh giác, không để đời sống vật chất tẩy não của cậu. Luôn phải giữ sự tỉnh táo cần thiết, nếu không sẽ chỉ đầu hàng hoàn cảnh thôi. Đầu hàng hoàn cảnh là gì? Tức là làm nô lệ cho hiện thực, cúi đầu trước lý tưởng. Cậu không hiểu hả? Nhất là những cô gái xinh đẹp không muốn làm mà vẫn muốn có ăn. Cậu bước ra từ phái cổ mộ hả? Phái cổ mộ là gì? Tiểu Long Nữ, phái cổ mộ cậu không biết hả? Người phụ nữ không màng thế sự như cậu được rất nhiều đàn ông thích đó. Tiểu Mạnh là bạn trai thứ mấy của cậu? Tình đầu. Cậu định tình đầu cũng là tình cuối hả? Không phải muốn mà là chắc chắn như vậy. Cậu không giống như người thời nay chút nào. Cậu cũng không giống, thật à? Làm gì vậy? Nói anh đó, đây là công trình, không nhiệm vụ không vào. Ra ngoài đi.
Chào anh. Sao? Có chuyện gì? Mau, xem còn muốn gọi món gì nữa. Gọi món gì? Không phải cậu tìm tôi có chuyện gấp sao? Tối nay tôi có hẹn với khách hàng, hủy hết một cuộc rồi đó. Lão Ngô, tôm hùm này vận chuyển bằng đường bay đó. Rốt cuộc cậu có chuyện gì? Chuyện gì là sao? Có thật mới giật được đạo. Cậu nghĩ trên đời này có chuyện gì quan trọng hơn trời không? Có không? Trời, cậu gọi tôi đến để ăn cơm cùng cậu à? Người anh em, hôm nay không ai ở bên tôi, không ai ở bên tôi. Cậu ăn cơm cùng tôi đi, không có ai ở bên tôi cả. Ngô Địch, cậu tin không? Hôm nay cậu bước chân ra khỏi đây, tôi sẽ dấy lên một cuộc khởi nghĩa đẫm máu trong giới phụ nữ Bắc Kinh đó, tin không? Được được, ăn đi, ăn cho hết đi. Phục vụ, thêm con tôm hùm nữa. Một chai Lafite 82. Cậu xem đồ ăn nhiều thế này, mình có nên gọi vợ chồng Tiểu Mảnh đến ăn cùng không? Bỏ ngay nụ cười vô liêm sỉ đó đi. Thẩm Băng vừa đến Bắc Kinh, cậu không để bọn họ tận hưởng cuộc sống riêng sao? Không biết tối nay nhóc Maruko nấu món ngon gì cho Tiểu Mảnh ăn. Thạch Đầu, nghĩ gì vậy? Đâu có. Phương án kế hoạch của anh được thông qua chưa? Hôm nay đi đâu? Có mệt không? Cũng bình thường. Đi Thiên An Môn, Tổ Chim, còn có Tây Đơn nữa. Ngày mai thì sao? Ngày mai em không muốn làm phiền Lâm Hạ, nhưng cô ấy cứ đòi đưa em đi. Chỗ nào đó bí ẩn lắm, em cũng không rõ. Cô ấy là như vậy đó, nhiều lúc điên điên khùng khùng, thích xem bói cho người khác. Em thấy cô ấy rất đáng yêu, tính cách giống như con trai, rất thẳng thắn, rất hay. Sao anh ăn ít vậy? Không thèm ăn à? Không, anh ăn no rồi. Anh có tâm sự gì à? Không có, hơi mệt thôi. Không sao, em ăn đi. Anh mau ăn cháo ở trên bàn đi. Đi đi. Nha đầu, sao? Đây là điện thoại dành tặng cho ai đó. Nhà mình đang lúc cần dùng tiền, anh mua cái này làm gì? Sợ em đi lạc đó. Anh ngốc à? Em có ngốc đến mấy, em cũng biết nhà mình đang ở đâu chứ. Tiểu Mảnh tốt với cậu quá. Thằng khùng mà bằng được 1/10 Tiểu Mảnh thì tốt rồi, mình có chết cũng không hối hận. Lâm Hạ, có câu này mình không biết có nên nói không. Nói đi. Mình cảm thấy Trình Phong không xứng đáng với tình yêu của cậu. Không chỉ cậu cảm thấy, ai ai cũng cảm thấy. Vì sao cậu còn? Đó là vì không ai thực sự hiểu anh ấy. Mình đi đâu vậy? Lát nữa cậu sẽ biết.
Xin lỗi anh, công ty chúng tôi cấm hút thuốc. Chỉ có cô hút thuốc và văn phòng chủ tịch mới được hút thôi. Xin lỗi tôi dập đây. Cậu đến khi nào vậy? Sao không vào trong? Tôi tới tìm cậu, cô ấy nói cậu bận nên tôi đợi ở đây. Cô điên rồi hả? Biết ai đây không? Bạn chí cốt của tôi đó. Cô có quyền gì không cho cậu ấy vào? Loại người này phải dạy cho một bài học. Chỉ chuyên gây rắc rối. Tôi xin lỗi. Không sao, tôi ngồi đi đợi cũng chưa lâu mà. Quan trọng là tôi không biết công ty cậu không cho hút thuốc nên tôi... Hút, cậu thích thì cứ hút. Hút ở đâu cũng được. Công ty chó chết này. Tôi muốn cho một mồi lửa thiêu rụi lâu rồi. Vào đây. Kệ cô ta. Vào đây, vào đây. Tôi xin lỗi. Vào đi. Được. Xin lỗi. Cậu nói nóng như vậy làm gì? Mỗi lần bước vào công ty, tôi tự dưng là nổi cáu. Hết cách rồi. Vì ba cậu à, tôi nói cho cậu nghe. Đừng thấy bên ngoài gọi là công ty niêm yết gì đó, thật ra có khác gì quán Quỳnh Thánh dưới lầu đâu. Ở đây lão Trình là đế dương, còn thằng con độc nhất là tôi. Các cổ đông, trung thần, răm rắp nghe theo. Cả công ty này, ngoài tôi ra, không ai dám nói chữ không. Cậu xem doanh nghiệp kiểu này thì có tương lai gì? Cậu cũng đặt ra quy tắc cho công ty chứ. Tôi tuy bình thường không nói gì, nhưng tôi nhìn thấy hết. Hình thức doanh nghiệp gia đình này nên đào thải từ sớm. Vậy theo cậu nên làm gì? Đơn giản, thuê một đội quản lý chuyên nghiệp, khuyến khích cổ phần hóa. Doanh nghiệp muốn lớn mạnh, chỉ dựa vào sức mạnh của một người sao đủ. Lão Trình là siêu nhân cũng vậy thôi. Lại đây ngồi đi. Những lời này cậu nên nói với cha cậu. Cảm ơn, tôi nói với ông ấy. Tôi chỉ mong công ty sớm giải thể. Tôi sẽ được tự do. Cậu uống gì? Tôi uống cái này được rồi. Vào đây. Đi thôi. Đến rồi à? Đây là mẹ của thằng Khùng. Sao bi mộ này trống trơn vậy? Lại đây ngồi đi. Không, tôi thấy ánh mắt ngưỡng mộ của cậu rồi. Ngồi đi, đừng, thử tí đi. Sao hả? Và cậu đi mua 2 tách cà phê. Được, có ngay. Tôi không ngồi nữa. Hình như cậu và lão Ngô chưa từng đến đây. Sao, có chuyện gì? Không, công ty cho tôi nghỉ 2 ngày. Đúng lúc đi ngang qua đây, lên đây chơi chút. Mấy hôm nay sức khỏe vẫn tốt chứ? Dớ dẫn, liên quan gì đến sức khỏe? Tiểu biệt thắng tân hôn, tôi hiểu. Ngưỡng mộ quá. Ngưỡng mộ. Đến chỗ cậu tôi mới biết thế nào là thật sự ngưỡng mộ. Tôi có phấn đấu 800 kiếp thì cũng có ích không? Vô ích. Vẫn không bằng được đứa trẻ sinh ra ngậm thìa vàng như cậu. Tôi khỏi cần phấn đấu cố gắng nữa. Tôi nên ăn chay niệm Phật, tìm nơi nào đó đầu thai vào một nhà giàu, kiếm ông cha khác. Giờ tôi sống bất cần đời như vậy cũng nhờ công của cha tôi đó. Ông ấy không cho tôi làm âm nhạc, bắt tôi ngày nào cũng phải ngồi đây, cả ngày chẳng có việc làm. Không vì ông ta, tôi cũng không đến mức đến giờ vẫn chưa tìm được một người yêu. Yêu? Cuộc đời cậu giỏi nhất là tán gái còn gì. Trước kia tôi cũng nghĩ vậy. Hôm đó sau khi thấy cậu và Thẩm Băng, tôi phát hiện có lẽ tôi sai. Thiên đường, đây chính là thiên đường. Cậu cho tôi cả dục đất này, cần gì tình yêu nữa. Cậu thôi đi, đừng có sống trong hạnh phúc mà không biết hưởng. Nói cậu nghe, ngàn vàng khó mua nhan như ngọc, cậu hiểu không? Giờ cậu nghèo, nhưng lại có một cô gái xinh đẹp chịu sống trong căn nhà thuê cùng cậu. Đó là phúc tu 8 kiếp mới được. Những cô gái tôi quen một xe tải cũng không bằng được một Thẩm Băng nhà cậu. Người anh em nhớ lấy, tất cả giống được trên đời đều sẽ chọn điều kiện tự thân, đồng nghĩa với quyền lực và vật chất. Nó bắt nguồn từ việc họ muốn duy trì nòi giống, đó là bản tính vốn có. Với điều kiện của Thẩm Băng nhà cậu, muốn kiếm anh đại gia dễ như trở bàn tay. Sao người ta phải ở bên cậu? Đó là phép màu rồi. Cậu nên tự cười thầm trong lòng đi. Chính vì điều này
Tôi mới thấy bản thân có lỗi với cô ấy. Tôi không thể để cô ấy bị thiệt. Thẩm Băng thật sự rất tốt, không như nhiều cô gái Bắc Kinh. Ngày nào cũng ăn mặc lòe loẹt, ra vào những trung tâm thương mại, quán bar sập sình. Thẩm Băng không phải người như vậy. Cậu cũng đối tốt với cô ấy mà. Cậu mua nhà cho cô ấy còn gì? Cậu nói chuyện đó với cô ấy chưa? Nhà. Sao vậy? Lại có chuyện à? Vẻ mặt này là sao? Chuyện gì? Lại thiếu tiền à? Lại thiếu tiền nữa chứ gì? Cậu nghe tôi nói, vấn đề giải quyết được bằng tiền không phải vấn đề. Nói tôi nghe đi. Tôi nói cậu nghe nha. Vào đi. Không sao, cậu nói chuyện của cậu đi. Làm sao? Giám đốc Trình, cà phê của anh. Để đó đi. Nói đi. Giám đốc Trình, chủ tịch Trình bảo tôi thông báo với anh 10 phút nữa sẽ họp. Được biết rồi, đi đi. Tôi đi về đây. Đợi đã. Tiểu Thiến, cô biết cậu ấy là ai không? Anh em của tôi, hiểu không? Của tôi cũng là của cậu ấy. Tôi không ở đây, đến cả cô cũng là của cậu ấy, hiểu chưa? Tôi nói cô nghe, phê bình cô, để cô trưởng thành mạnh mẽ hơn. Được rồi, cầm mà uống đi. Không, không sao, ngoan cầm đi. Cầm đi. Tôi xin lỗi. Không sao. Cô bé này ngoan lắm. Cậu làm người ta sắp khóc rồi. Tôi đi thật đây. Tiểu Mạnh, hồi đi học mấy anh em mình đã nói gì? Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Nói đi, có chuyện gì? Nói đi, không phải ngại. Cậu tìm cho Thẩm Băng nhà tôi một công việc được không? Tôi tưởng chuyện gì cứ ấp a ấp úng. Học cái thói của Ngô Địch. Cô ấy học ngành giáo viên mầm non. Được, yên tâm, giao cho tôi. Dịch vụ một cửa, có xe đưa đón tận nơi. Đi đi. Học cái tốt đó, đừng học Ngô Địch. Được rồi. Nghe Ngô Địch nói, hình như hồi thằng khùng học tiểu học, mẹ của anh ấy đã tự tử. Tự tử? Nguyên một lọ thuốc ngủ. Cụ thể là tại sao? Thằng khùng không bao giờ kể cho ai nghe. Nhưng Ngô Địch nói với tôi, hình như có liên quan đến cha của anh ấy. Nên kể từ đó, thằng khùng đối với cha anh ấy như kẻ thù vậy. Hôm nay là ngày giỗ của mẹ anh ấy. Không ngờ có người còn đến sớm hơn chúng ta. Sao anh về sớm vậy? Hôm nay anh làm xong kế hoạch là về nhà luôn. Anh nấu cho em mấy món. Sao em cũng về sớm vậy? Hôm nay Lâm Hạ đưa em lên mộ của mẹ Trình Phong. Cô ấy đưa em lên đó làm gì? Cô ấy điên à? Em cũng không biết. Em đưa Lâm Hạ về đây à? Ra đây. Chị à, hôm nay đến hạn nộp tiền nhà rồi. Cậu lại chậm mấy ngày rồi đó. Tôi cũng định qua chỗ của chị đóng tiền nhà. Vấn đề là tôi làm mất điện thoại. Tôi lấy tiền đó mua điện thoại rồi. Chị xem thời nay không có điện thoại không được. Tháng sau tôi đóng cho chị một thẻ nha. Sao cậu nhiều lý do vậy? Cậu mất điện thoại liên quan gì đến tôi? Hôm nay cái cậu mất, mai mất cái kia, thì bao giờ mới trả tiền thuê nhà? Sao về Tiểu Mạnh? Không sao, chị về đi. Chị cứ bình tĩnh. Tôi chắc chắn không thiếu tiền của chị đâu. Chị nói chuyện khách sáo chút. Chỉ có vài ngàn thôi mà. Nói nghe nhẹ nhàng quá. Cũng chỉ có vài ngàn thôi. Đúng đó, chỉ có vài ngàn. Tiền đâu? Vài trăm tệ chắc cậu cũng phải có chứ. Cậu có không? Lấy ra đi.
Nói cho cậu biết, nếu không có tiền thì chuyển đi. Cậu mà chuyển đi là có người dọn vào liền. Tiền thuê còn cao hơn cậu. Chị nói cái đó làm gì? Chị ơi, bao nhiêu tiền? Một quý là 6.000. Chị đợi chút. Chị ơi, đây là 5.000 chị cầm tạm. Còn thiếu 1.000. Mấy hôm nữa bọn em đưa cho chị. Nói gì còn nghe được. Thạch Tiểu Mảnh, nhà cậu ở mấy người vậy? Tôi phải đăng ký theo quy định. Có chuyện tôi sẽ phải chịu trách nhiệm đó. Thanh niên thời nay đúng là coi trời bằng vung, chung chạ lung tung. Chị nói gì chung chạ lung tung? Đây là bạn gái tôi, sắp kết hôn rồi. Chúng tôi sống ở đây thì làm sao? Tiền đưa chị rồi, đừng lắm mồm nữa. Tôi cảnh cáo cậu, tôi cho cậu thuê nhà đàng hoàng. Cậu muốn giấu tôi làm mấy trò bẩn thỉu thì cút chỗ khác đi. Chị nhắc lại lần nữa xem, tôi đánh chị có tin không? Đánh đi. Cái con mụ này. Được rồi Tiểu Mảnh, đừng cãi với chị ta. Ai thèm cãi nhau, chị ta có nói tiếng người đâu. Không phải nói tiếng người mà cậu hiểu được à? Giỏi quá. Được rồi chị, tiền tôi đưa rồi. Số tiền còn lại mấy hôm nữa tôi đưa cho chị. Chị đừng lớn tiếng nữa, hàng xóm nghe thấy cười cho. Cô gái, cô xem cô xinh đẹp như vậy, tìm ai không tìm, lại thích dây vào thằng này. Cô bị ngốc à? Chị nói cái gì? Tôi nói cậu quan hệ bất chính đó. Tôi nói gì à? Chị nhắc lại coi. Nói cậu quan hệ bất chính đó. Chị nhắc lại coi. Được rồi Tiểu Mảnh, cãi nhau với chị ta làm gì? Chị ta nói chuyện đúng là rất khó nghe. Anh đừng nghe là được rồi. Việc gì phải đôi co với chị ta? Được rồi, đừng giận nữa. Anh xin lỗi. Với em mà phải nói những lời này sao? Em xem anh. Nói về cố gắng, anh cố gắng hơn thằng cùng 100.000 lần. Nhưng thứ anh nhận được không bằng cái móng tay của cậu ấy. Lúc mới đến Bắc Kinh, họ nói với anh Bắc Kinh to lắm, thích lắm. Ai làm gì ở Bắc Kinh cũng có tương lai hết. Còn anh, anh học 4 năm đại học ở Bắc Kinh, đến giờ bám trụ cũng đã 7 năm. Tưởng rằng mình đã là người Bắc Kinh rồi, nhưng chỉ là giấc mơ. Không có tiền, không có nhà, ở thành phố này mãi mãi vẫn là người ngoại tỉnh. Em mặc cùng màu với bức tường này, đứng trên phố không nói không rằng, sẽ luôn có người hỏi giấy tạm trú của em. Hai chữ ổn định mãi mãi không thuộc về em. Được ở lại Bắc Kinh đương nhiên là tốt. Nhưng nếu không được ở lại thì mình về quê. Em thấy quê cũng tốt. Có cha mẹ, có cả rau dấp cá, rau cải tươi ngon. Có rất nhiều bạn bè chúng ta ở đó. Không về được nữa. Người ngoại tỉnh ở Bắc Kinh, có ai mà không nhớ nhà? Nhưng không ai quay về được nữa. Về được, chỉ cần muốn thì sẽ về được. Về tức là nhận thua. Không được nhận thua. Lần này thua cả đời sẽ thua. Không bao giờ đứng thẳng lên được. Chấp nhận số phận cũng không được chịu thua. Chúng ta phải ở lại đây. Chúng ta phải sống cho tốt ở đây. Sống thật tốt cho những người khinh thường chúng ta thấy. Thạch Đầu, anh đừng nói như vậy. Trước kia anh không như vậy. Em ở đây lâu sẽ hiểu nỗi đau của anh. Em biết anh áp lực lớn quá. Anh yên tâm, sau này dù có chuyện gì em cũng đều gánh vác cùng anh. Mẹ cũng giao thiệp rộng đó. Qua này là lão Trình đem đến đúng không? Hồi mẹ còn sống, ông ta chỉ đem qua hồng tặng cho người khác. Mẹ đi rồi, ông ta mới nghĩ ra tặng qua ly cho mẹ. Còn ném cho mẹ nha.
Mẹ, dạo này con thích một cô gái. Không biết có phải là thích không nữa. Cảm giác đó rất lạ, chưa từng có, khiến con thật bối rối.